Xin chào các bạn, đây là hành trình đi xem đất 4 hecta tại huyện Krông Anna. Đây, đi theo đường này. Rồi đây, đất là nằm ở cái đồi này 4 hecta này. Đây là bạn của tôi này. Đây, 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 đấy, hơi bị nhỏ luôn. Đấy. Người đây. Đất là đây, lên trên đồi luôn. Chỗ nào mà thoáng thoáng là đất. Đang trồng cà phê, cây điều.